Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Full Game Mobile. Lời nói đầu tiên, anh xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, thành công và dạng sự như ý. Trong khi chờ đợi cái sự phản hồi từ cơ quan chức năng về một số các vấn đề liên quan đến công ty Phát Tâm Thiền Định Tuệ, đọc rõ ra từng chữ là công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Tâm Thiền Định Tuệ. Mà theo anh Nguyễn Xin nhà ta thì công ty này là một công ty cà phê và bán hàng rất là nhiều mặt hàng anh chị các bạn. Em cũng đã làm rất là nhiều video clip về cái ngành nghề của công ty Phát Tâm Thiền Định Tuệ này rồi, các bạn nhớ đón xem. Vấn đề khán giả đặt một cái câu hỏi rất là léo với mình á, là tại sao là công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Tâm chứ không phải là công ty trách nhiệm hữu hạn cà phê thế này thế kia. Thì theo sự hiểu biết của em á, là công ty này hành rất là nhiều nghề các anh chị các bạn, rất là có nhiều cái nghề, cái trồng cây đó các anh chị, trồng cây, tổ chức sự kiện rồi tùm lum hết trơn anh chị, các anh chị ơi đó. Thì ngày hôm qua và sáng hôm nay thì đã có nhiều khán giả bảo rằng á, hãy làm rõ cái việc mà khuất tức một và hai cái người khán giả ở Nhật về để mà muốn đảnh lễ Thiền Minh Tuệ, để đi muốn để gặp thì không biết ai đó đã đòi 70 triệu mới cho gặp. Thì em cũng mong muốn rằng bên phía công ty Thiền Định Tuệ cũng phải nên lên tiếng và nhờ cơ quan chức năng vào can thiệp, chứ hôm ấy thì người ta lại bảo rằng là mình để mang tai tiếng cho. Tôi cho rằng tại nơi đó là một cái nơi khu du lịch tự phát hay chăng nữa thì vấn đề đảm bảo về giá cả lưu thông hay là vấn một vấn đề nào khác chấm 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 đóng ngoặc mở ngoặc thì cũng phải là rõ ràng. Ok, chờ đợi cái sự phản hồi từ công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Tâm Thiền Định Tuệ. Đây là công ty cà phê nha, chứ đây không phải là công ty từ thiện, mặc dù cái tên nó hơi lạ như vậy. Thì chúng ta sẽ trở lại với cái ông sư bảy màu nha, mặc quần bảy màu là ông Thích Minh Tánh. Ông này trong một thời gian dài đã ủng hộ chị Hằng, nhưng sau khi mà chị Hằng tuyên bố quốc sư Minh Tuệ không trượt phát nào thì ông lòi cái bản chất của ông ra. Trong những cái buộc livestream ổng nói chuyện rất là nhanh, nhanh hơn mình nữa nha. Mình nói như vậy là hơi nhanh rồi đó, mình phải control lại, nói chậm rãi lại, thật là chậm lại. Và chậm lại như thế này thì ok, nhưng mà ổng lại nói chuyện rất là nhanh thì cái bản chất nó đánh đến tất cả các anh chị và các bạn. Nóng tánh là bản năng mà kiềm chế là bản lĩnh. Ông này cũng đã xuất hiện nhiều cái kênh YouTuber với cái mác là Du Tăng. Du Tăng hay là Du Côn gì đó, nó cách nhau có mấy chữ à. Ha. Và chị Hằng cũng bảo rằng là sẽ gửi cho ổng năm cái quần nữ lọt khe vào. Tại vì ổng giận chị Hằng, ổng chửi quá. Ổng còn tự nhận ổng là bố chị Hằng nữa các anh chị các bạn. Ha. Ok. Ngày hôm nay có một cái kênh YouTube là Phố Bên Xa. Kênh này thì tôi cũng thấy là cũng có hơi hơi cái mùi nha chị các bạn, hơi hơi mùi nha. Mặc dù là một cái kênh mà tự do nhưng mà tôi thấy rằng cái kênh này cũng là một cái kênh giống như phản động. Tuy nhiên thì là thời sự thì không phải có cái này cái kia cái nọ, thì thôi thì mạn phép sử dụng cái clip của kênh này thôi nha. Hôm nay kênh Phố Bonsa có phỏng vấn về ông Thích Minh Tánh này, hỏi ổng về cái sự việc mà công ty Thiền Đệ như thế nào. Thì bất ngờ quá, bất ngờ là ổng đã bảo rằng á, công ty này đã thay đổi chiến thuật. Cái câu chuyện như thế nào, xin mời các bạn quý vị và các bạn cùng lắng nghe và chúng ta vào phần phân tích. Không có tiếng ta. Các chùa các sư kêu gọi cúng dường thì lên chửi tùm lum, vậy Thiền Định Tuệ cũng kêu gọi sao không ai chửi? Thì bởi vậy nên bây giờ cái chiến thuật đã khác. Tại vì hồi trước á, là toàn tà sư ác tăng quốc dân tăng thầy chùa lửa vì đang mê tín lừa gạt người ta bị chửi là phải rồi, nó còn chưa đốt cái chùa luôn là may lắm. Như vậy thì mình Nên vậy đó. sư minh tuệ phải Nhưng làm như mà thế nào với lại cái thiền định tuệ này, để coi vẫn tiếp tục hay tại là phải tại bỏ đi? sư nói rằng bây giờ hiện tại bây giờ sư minh tuệ dẫn vô dẫn thăm
Nhưng mà xong rồi phải coi như là hit and run, stop and go. Nghĩa là nơi nào đi, họ phải tăng. Đó, vậy thì được. Còn mà Sư Minh Tuệ là ở đó là Sư Minh Tuệ là bị cắn câu, cá cắn câu, biết có đâu mà gỡ. Tin vào lòng, biết thở nào ra, nó lợi dụng cái đó. Rồi chưa đâu sau này nó sẽ thành lập một tập đoàn. Nó tập đoàn lừng lẫy mà ghê gớm lắm. Là toàn là những người mà coi như là tài ba. Nó sẽ huấn luyện và coi như nó sẽ làm rồi sẽ thành một cái tăng đoàn đi bộ. Cái tăng đoàn đó là coi như là sư có năm màu à, nó bảy màu là như vậy đó. Vậy đó, đó bởi vậy nên á, bởi vậy nên sư nói rồi, sư thấy được sau này á, sau này cái đạo mà coi như là cái đạo mà cái y áo giống sư nè, y văn tạo cái áo này mấy chục năm rồi, Minh Tuệ mới mặc thôi. Giờ đó sư mặc mấy chục năm rồi quý vị. Quý vị coi trong mấy clip là quý vị biết liền. Sư mặc mấy chục năm, sư đi khắp các nơi trên thế giới mấy chục năm một mình sư mặc. Đó, cái áo này là A Tăng và Lê Y. Đó, Y Điền, Phước Điền, Bi Điền và Kính Điền. Màu xanh là Meditation, nghĩa là thiền định. Màu vàng là Wisdom, nghĩa là trí tuệ. Màu đỏ là Devotion, nghĩa là tinh tấn. Màu trắng là PDD, nghĩa là thanh tịnh. Màu cam là tượng trưng cho sự từ bi, là Compassion, nghĩa là từ bi. Cái áo này là A Tăng và Lê Y. Cái áo bá nạp là trăm mảnh. Đó, vậy đó. Nhưng mà bây giờ sau này đó, sau này quỷ nó mặc áo này không. Quý vị chống cái này hay á. Bây giờ hiện tại là thần tăng thích như vậy. Bởi vì Ngài có cái giới hạnh, đức hạnh, đạo hạnh và công hạnh. Sư cúi đầu xuống. Nhưng mà sau này là quỷ ma mặt không á. Quý vị chống mắt lên mà coi. Nếu mà còn sống được thời gian rồi quý vị sẽ, nó thấy nó hiện lên ra. Bên đây bên Đại Nam là quỷ, bên đây là ma, không có khác gì đâu. Quý vị đụng theo bên nào quý vị cũng chết hết. Nhưng mà có một đường sống là quý vị phải biết mới sống. Các bạn thấy ông nói chuyện và tôi nghe không kịp luôn. Nhưng mà có một số điểm tôi thấy ông nói hơi hơi bị đúng đúng nha anh chị các bạn. Có khi những người tưng tửng như vậy ông lên bà xuống. Nhưng mà nói chung ông này là không tốt. Ha, ông không tốt, ông đang lợi dụng vào câu chuyện của Thầy Thích Minh Tuệ để tấn công. Thì thêm câu chuyện vừa qua thì các bạn thấy là ông đã bảo rằng là thay đổi chiến thuật. Trước đó thì lên án chùa chiền, thì chính ông chứ ai. Ông lên án chùa chiền nhận tiền thế này thế kia, xài không đúng không này kia. Bây giờ người ta đặt cái câu hỏi rất là khó về ông, mà ông Tây Thiên Linh Tệ mà làm như vậy thì sao. Ông các bạn thấy rõ ràng ông trả lời không có ra cái này cái nào cả ha. Rõ ràng là cái câu chuyện ông nói về thì chị Hằng không minh bạch. Chúng ta phải nói rõ ràng rõ nét chứ, chúng ta tu hành mà sao chúng ta nói dối. Chúng ta nói theo gió một chiều như vậy, sự tu hành chúng ta là ta phạm giới rồi ha. Không nói chối, không sát sanh, không tà dâm ha, không uống rượu, và cuối cùng là cái gì, không tham lam, đúng không, hay là cái gì nữa các anh yêu bạn. Trời ơi, ông nói như vậy là trong năm giới ông giữ không được rồi. Và ông bảo rằng á, là một số người mặc áo này sẽ là quỷ ma. Tôi thấy cái chỗ này thì hơi bị đúng đó. Các YouTuber cũng vậy thôi, giả bộ mặc cái áo này vô rồi ha, lợi dụng vào cái hình ảnh thầy Minh Tuệ, rồi muốn chích ai chửi hay là chửi. Các bạn phải tháo cái áo đó ra nha. Mà cho dù các bạn có ở chuồng đi chăng nữa, tôi thật luôn là bản tính các bạn cũng không thay đổi. Các bạn đừng có dạng này mượn đạo mà tạo đời nha các bạn. Đó lý do tại sao trong thời gian qua chị Hằng gặp rất là nhiều áp lực. Người này chửi bới, người kia chửi bới, nhưng cực chẳng đã, chị phải lên nói. Cái drama chị Hằng nói rồi, thông cảm hay vô cảm, nếu biết cái vấn đề chị Hằng nói nó có ảnh hưởng đến một cái gì đó thì người ta có sự thông cảm. Còn vô cảm ở đây là cả trăm cả ngàn con người không ai dám lên nói. Phải để chị Hằng lên nói, dùng tiếng nói của mình. Trong thời gian vừa qua các bạn biết rằng có rất là nhiều người vẽ mặt chị Hằng rất là hung tợn này kia. Tôi thấy thật là cái vấn đề đó là vấn đề bị văn hóa quá xuống cấp. Mở miệng ra giống như ông Minh Tánh này, ông nói có chỗ cũng có đúng đó. Mở miệng ra mặc áo 37 màu mà đi chửi người ta toàn là quỷ ma không. Nhưng mà cuối cùng ông cũng phải vớt Đại Nam vào trong đó để mà ông chịu. Nhưng mà các bạn thấy rõ là rằng có một âm mưu, có tổ chức ha, từ nước ngoài nhắm vào Đại Nam. Thì chị Hằng cũng đã cảnh giác rồi. Ủa mày thèm công ty Đại Nam chúng tao lắm hả? Tại vì sao? Đó là nơi tôi nói các bạn biết có những tâm linh không thể nào ngờ tới được nha. Có những tâm linh không ngờ tới được, đó là cái việc mà ba ngọn núi
ở trong đó nói mà các bạn không tin đâu, chỉ có người Bình Dương mới biết thôi. Thế anh chị các bạn, các bạn tìm hiểu về Đại Nam để các bạn biết, bởi vì bên đó thèm chỗ đó lắm. Ha, cái chỗ đó là một cái chỗ linh thiêng phải mà vượt bậc đó, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Cái nơi đó thì để bữa nào em sẽ kể cho các bạn nghe trong một câu chuyện khác, nhưng mà chắc kể cho hội viên nghe thôi, chứ còn ở ngoài ra bắt công nó nói này nói nọ nữa, các anh chị các bạn miệng đời ghê lắm nha. Như vậy là các bạn thấy, mà thương thì cái gì cũng được, khi thương quả ấu cũng tròn, khi ghét thì quả bồ hòn nó cũng méo. Rõ ràng là ổng đang lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm vào lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân nha. Ổng xâm phạm vào, xúc phạm những người chính trị gia nổi tiếng của chúng ta, rồi sau đó ổng xúc phạm vào công ty Đại Nam, sau đó xúc phạm luôn vào cả chị Hằng. Ông này mở Việt Nam là 331 gọi tên ổng liền, thậm chí là bên ban tôn giáo của Phong làm việc ông luôn. Ông này giả tu, tu hành mà nói chuyện sẵn lè như vậy, ai mà chấp nhận? Tối ngày cứ nói mình là người tu hành thế này thế kia, tu hành thế này thế kia, thì không có làm vấn đề như vậy. Và cách nói chuyện các bạn thấy nhớ còn nhanh hơn mình. Mình nói như vậy mình còn cảm thấy là hổ thẹn. Phải nói chuyện chậm rãi, từ tốn, để chứng tỏ mình là người có học thức. Cái gì nói chuyện hơi muốn nuốt cái lưỡi luôn các chị các bạn. Nhưng mà trong cái bậy này nó cũng có cái hay. Hiện tại các bạn thấy bây giờ mặc áo thì tương tệ lên cũng chửi người ta như thường, không hiểu nổi. Và sau này nó cũng vậy ha. Có nhiều khi mà ông lên bà xuống như vậy nó cũng hay các chị các bạn, cũng hay ha. Và trở lại về công ty Phát Tâm Tiền Định Tệ, người ta đổi cờ rồi ông ơi nha. Cái cờ này là cái cờ ông nói, còn bây giờ người ta đổi cờ khác rồi nha. Người ta đổi thành cái cờ không phải bảy màu nữa nha. Nói như vậy coi chừng bên Thiên Định Tệ người ta kiện là gán mà chịu nha. Nha, tôi không có cản được đâu nha. Để anh tìm đây. Đây, bây giờ ta đổi thành cờ này ông ơi, không phải bảy màu nữa đâu nghe ông. Ông tàu lao bị bên Thiên Định Tệ kiện ông gán chịu nha. Đó, bây giờ ta đổi thành cờ này rồi, nhưng mà vẫn còn cái hình ảnh nồi cơm điện ở trong cái rô nghe các chị các bạn, vẫn còn chứ không phải là không còn nha. Đó, như vậy là ông Thách Minh Tính này nè, ông bảo rằng là bên phía đó đã thay đổi chiến thuật gì đi chăng nữa thì cũng phải phù hợp với pháp luật. Lúc trước chúng ta cũng nói về một số trường hợp giống như Thiền Am bên bờ vũ trụ, cũng cái nơi cũng không nhận tiền nhận bạc gì cả, nhưng mà vẫn nuôi trẻ mồ côi nha. Nhưng mà đâu biết là sau lưng đó là một cái âm mưu rất là khủng khiếp. Tôi cũng mong muốn rằng các bạn cũng đừng có so sánh. Có một thời gian trước, phải cách đây 3 tháng, thì có một số người vào kênh bảo rằng là coi chừng cái câu chuyện của thầy Minh Tuệ là giống như câu chuyện của thầy ông nội. Thầy ông nội Thiền Am bờ vũ trụ núp bóng để mà lừa đảo lừa gạt, thì tôi nghĩ rằng cái so sánh này nó quá ác. Nhưng mà theo đổi theo thời gian thì không biết còn có giữ vững như vấn đề đầu tiên họ xuất phát hay là không. Bởi vì nhiều khán giả cứ bảo rằng tôi là công ty cà phê thì để công ty cà phê, có ai trách gì đâu. Thậm chí khán giả còn hỏi tôi số điện thoại để mà đi qua bên đó mua để ủng hộ. Nhưng tự nhiên để công ty Phát Tâm thì là làm cho người ta nghi hiểu lầm. Hay là các bạn phát tâm lên để các bạn mua hàng hóa này để ủng hộ công ty. Thì cái vấn đề đó thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà tại sao công ty ghi như vậy á, người ta cứ ngỡ rằng công ty từ thiện không à. Và khi mà phỏng vấn ông Thách Minh Tánh này thì ổng đớn người kìa, ổng nói là gì thay đổi chiến thuật, đúng không? Là gì thay đổi chiến thuật, đâu phải vậy. Thấy chưa? Các chùa các sư kêu gọi cúng dường thì lên chửi tùm lum vậy, Thiên Định Tuệ cũng kêu gọi sao không ai chửi? Bởi vậy nên bây giờ cái chiến thuật đã khác. Như vậy ông này ông có chỉ đạo ai không mà ông bảo rằng chiến thuật? Nhiều người còn có những câu đùa ác ý mà tôi cũng không thích. Đó là bảo rằng là Thích Minh Tánh và Thích Minh Tuệ, nó chỉ khác nhau chữ ánh với uệ thôi. Chứ còn ngoài ra nguyên cái giấy đầu này giống nhau hết. Và họ cũng bảo với tôi rằng á, là có cái sự chỉ đạo từ xa và cái sự tâm huyết thế nào đó tôi vẫn chưa tin, không tin nha các chị các bạn.
thông tin đó cần phải chứng thực. Chứ tự nhiên vô cớ các bạn nói thế này thế kia thế nọ, còn tôi không có bằng chứng và chứng cứ mà tôi lên tôi phân tích như vậy thì rất là tội một số người ha. Người ta ăn một ngày có một bữa thôi, nhưng mà sau những cái bí mật đó thì chúng ta lại không biết. Nên anh chị các bạn chỉ mong muốn rằng các bạn đừng so sánh cái câu chuyện này với câu chuyện thiền am ở vũ trụ. Nghe tôi rất sợ điều đó, bởi vì tôi đã tin lầm một lần rồi các anh chị các bạn, mất hết uy tín luôn, thậm chí còn bị những kênh YouTube khác vào mà sỉ vả ha, sỉ vả. Nhưng mà chúng ta đã nói rồi, cái chuyện ở quá khứ, chuyện ở hiện tại chúng ta làm rất là tốt, thì tương lai chúng ta hãy tốt theo, đừng thay lòng đổi dạ, đặc biệt là đừng dính vào tham sân si thì nó không sao cả các anh chị các bạn. Còn chúng ta dính vào tham sân si mà để đồng tiền nó sai khiến, hay là vì tình cảm gia đình mà chúng ta bị người ta sai khiến ha, mất hết lý trí, mất hết điểm xuất phát đầu tiên của chúng ta trong con đường khổ hạnh đầu đà, 13 khổ hạnh đầu đà và thêm 285 giới. Tôi mong rằng thầy Minh Tuệ sẽ giữ ha, sẽ giữ đường buông, buông là không xong rồi đại dương ơi nha chị các bạn nha. Chúng ta đã có những cái thời gian rất là đẹp ở quá khứ, tôi mong muốn rằng ở hiện tại và tương lai nha, thầy Minh Tuệ cũng phải giữ được cái vấn đề đó. Còn không giữ được vấn đề đó thì mà cái chuyện mà phản cách giữa người thường và người quế nhân cao nhân nha, mà thì nó không còn cái phản cách gì được nữa anh chị các bạn. Nhiều người bảo với tôi rằng là chỉ có đi bộ thôi làm được cái gì, thì tôi cũng bỏ ngoài tay các anh chị các bạn ha, tôi vẫn bỏ ngoài tay. Tới thời điểm này tôi vẫn còn một cái u mê mê nữa, nhưng mà gắng cố gắng đừng để những cái chuyện gì xảy ra trong tương lai. Bản thân tôi thì cũng không giúp được gì ai đâu, tôi chỉ lên tiếng nói công tâm để cho mọi người bình tĩnh ha, bình tĩnh để cho mọi người soi sáng. Tôi thấy có một số khán giả vào kích quá trời kích, kích động quá trời kích động, mong các giả sẽ giữ được bình tĩnh nha. Mà lạ kỳ có một cái là tại sao những câu chuyện này nó lại xuất hiện đúng thời điểm các bạn, đúng thời điểm ghê luôn. Cô đồng mổ cao mới vừa xuất hiện cái là hai cái khách du lịch người Nhật bảo rằng là muốn gặp thiền Minh Tuệ thì ẻ đang chở cho lấy 70 triệu. Trời ơi, chơi mặn dữ người ta, ăn mặn dữ vậy, lấy cuốc xe hay là lấy cuộc gặp mặt hay là tạo cuộc gặp mặt gì đó mà sao mặn dữ vậy. Đã đến lúc mà chúng ta phải nhìn nhận lại cái câu chuyện này rồi nha. Là ông Minh Tánh này, ông nói có nhiều cái á, cũng không đỡ nổi, là bây giờ thay đổi chiến thuật rồi. Ủa, ông chỉ đạo ai mà thay đổi chiến thuật, đụng ra cái nói cái này thế kia, chê trách Phật giáo thế này thế kia, còn bây giờ hỏi về thiền định tệ thì ông lại tránh mặt. Chúng tôi cũng mong muốn rằng các bạn sẽ có những nhận xét bằng những cái bình luận hết sức là công tâm về câu chuyện này nha. Dù sao đi nữa, công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Tâm Tinh Tệ vẫn là một cái doanh nghiệp bình thường, và những cái lời nói mà ảnh hưởng đến cái sự phát triển, cái sự kinh doanh của người ta đều phải bị trả giá nha chị các bạn. Tôi nhắc các bạn nhớ là trong giai đoạn này chúng ta hết sức bình tĩnh. Người ta là công ty, cái tên là Phát Tâm Thiền Định Tệ thôi, nhưng người ta không phải là công ty từ thiện. Tôi nhắc các bạn lớn một lần nữa, và người ta là công ty cà phê nha. Các anh YouTuber thì nói tới nó luôn, nó xui nó ngược thì cũng phải nhớ vấn đề này, kẻo mới ăn 7 triệu rưỡi uổng lắm nha. Thôi một lần nữa xin cảm ơn ông Thích Lọt Khe đã đến với chương trình này. Cái gì ông, tôi thấy ông cũng cỡ năng cỡ lương chúa à, chứ không phải bình thường đâu các chị các bạn ha. Cỡ lương chúa à, chứ không phải bình thường. Và lâu lâu ông này khịa Đại Nam nữa, không biết ông này ông muốn cái gì ha. Một lần nữa xin cảm ơn tấm chào cả nhà đến với buổi phân tích này. Chúc cả nhà của từng vui vẻ, nhớ bấm like, subscribe hộ em cả nhà nhé. Và nhớ qua kênh Phụ Anh Thợ Điện nha anh chị các bạn, để theo dõi hộ em nha. Chứ cái kênh này muốn sập bài nha, live stream nó không cho nữa. Một lần nữa xin cảm ơn tấm chào cả nhà, bye bye.